tinh gọn biên chế Bộ Công an, luồng gió mới còn được lan tỏa. Dẫu biết rằng việc sắp xếp tinh gọn lại bộ máy không phải là chuyện đơn giản, tuy nhiên nếu người đứng đầu ngành có quyết tâm, biết nghĩ đến nhân dân và có trăn trở đến sự phát triển của kinh tế đất nước thì chắc chắn sẽ làm được. Trước thành công bước đầu của Bộ Công an trong việc tinh gọn bộ máy, cùng với làn gió mới mà Bộ Công an đã và đang mang đến sinh khí mới cho chính phủ, rất nhiều người dân và giới trí thức kỳ vọng vào sự chuyển biến của các bộ ban ngành khác. Theo Nghị định 01 của Chính phủ, từ ngày 6 tháng 8, Bộ Công an tinh gọn bộ máy, giảm 1.900 đơn vị, trong đó có 6 tổng cục, 60 đơn vị cấp cục, 300 đơn vị cấp phòng thuộc bộ, 500 đơn vị cấp phòng thuộc Công an tỉnh, 1.000 đơn vị cấp đội thuộc Công an huyện. Một tuần sau đó, tức ngày 15 tháng 8, người dân đã thấy kết quả. Khi Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp thuộc Tổng cục 8, từ 7 cục được sắp xếp xuống còn 2 cục, 5 lãnh đạo tổng cục và cục trưởng mặc dù chưa đến tuổi nhưng với tinh thần trách nhiệm đã tự nguyện xin nghỉ công tác về hưu sớm để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác xây dựng mô hình tổ chức bộ máy mới. Có thể nói, tinh gọn bộ máy là chiến lược đột phá của ngành công an được đông đảo người dân ghi nhận. Sở dĩ người dân ủng hộ mô hình tổ chức bộ máy mới này của Bộ Công an là vì tinh gọn bộ máy đồng nghĩa với việc tiền đóng thuế của nhân dân không phải nuôi bộ máy cồng kềnh như trước kia nữa, mà thay vào đó có thể tiếp sức giúp cho chính phủ chăm lo chất lượng cuộc sống người dân, đầu tư cho các vấn đề về an sinh xã hội, đầu tư xây dựng cầu, cống, trường học và vốn cho người dân thoát nghèo. Bên cạnh đó, người dân cũng đã thấy được việc tinh gọn bộ máy sẽ giúp cho lực lượng công an nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Ông bà ta có câu, dòng sông không chảy là dòng sông chết. Tương tự như dòng sông, với số lượng biên chế ngành công an ngày càng được giảm, các cán bộ chiến sĩ muốn tồn tại đứng trong lực lượng thì phải chảy, tức là phải chủ động vận động, nỗ lực làm việc và cống hiến. Với số lượng 25.000 công an chính quy sẽ được đưa về 9.500 xã, thị trấn, chắc chắn công tác an ninh sẽ được đảm bảo hơn cho tất cả các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực kinh tế, khi mà chiến lược thành lập công an vùng đặc biệt ra đời. Thực tế cũng đã cho thấy, mặc dù cán bộ chiến sĩ từ các quận, huyện về xã, nắm mặt trận vùng nông thôn chỉ mới xuất hiện ở một số nơi, nhưng người dân đã có sự bày tỏ, hài lòng về chất lượng. Nhất là thái độ tác phong của công an xã phục vụ cho nhân dân đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trước thành quả bước đầu đầy phấn khởi mà Bộ Công an đã đạt được trong việc tinh gọn bộ máy, rất nhiều người dân, giới trí thức và nhiều đại biểu quốc hội đã ủng hộ. Nhiều nguyện vọng đã gửi đến chính phủ rằng Bộ Công an đã đi đầu thổi luồng gió mới, rất cần hành động từ các ngành còn lại để đề án tinh gọn biên chế được lan tỏa. Dĩ nhiên, việc vận hành chính sách mới phá vỡ hoàn toàn lối mòn cũ bao giờ cũng đem đến nhiều khó khăn. Nhưng khó không có nghĩa là từ bỏ, mà cần được nhóm lửa, cần người xắn tay áo lên hành động, thực hiện. Nếu như thực tế đúng như những gì bà Bùi Thị An, đại biểu Quốc hội khóa 13 nêu, hiện nay nhiều nơi vẫn ngại việc sáp nhập tinh giảm biên chế, bởi điều đó có nghĩa với việc mất ghế, mất chức, đụng chạm đến lợi ích cá nhân. Thì thiết nghĩ, vấn đề này rất cần sự quyết liệt, chỉ đạo sát sao hơn từ lãnh đạo chính phủ. Trong mọi chính sách của nhà nước, chính sách pháp luật, không một chính sách nào lập ra để phục vụ cho nhóm lợi ích quan chức, mà tất cả đều đặt trên lợi ích của nhân dân. Bất kỳ cá nhân quan chức nào hay tổ chức nào đi ngược lại lợi ích của nhân dân đều phải bị trừng trị. Thông điệp nhốt quyền lực trong chiếc lồng cơ chế của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phần nào nói rõ điều đó.